theo của nghệ sĩ Tiến Đạt, vai phù thủy trong trích đoạn Phù thủy sợ ma. Hỗ trợ diễn xuất, nghệ sĩ Thúy Hằng vai Hỷ Đồng, nghệ sĩ Hồng Thắm vai Xúy Vân. Giáo viên hướng dẫn, nghệ sĩ nhân dân Mạnh Phóng. Tiết mục xin phép được bắt đầu. Nào, trong buồng trò có ông phù thủy nào mượn một ông nào? Phù thủy thì không có, nhưng phù thủng thì ơi đó.
vọng kia lắm. Ái chà, ghê đấy. Con gái cũng bệnh tà ma, đón giày chưa kịp về tới nhà tà ma bị tìm lầm. Sao? Hút hết, hút sạch, hút giáo, hút tiền. Ô thầy ơi, hút thì sao? Nó phải cút nhé. Cường tà nó không cút thì sao nào? Cường tà không cút à? Ờ. Nhưng cường tà không cút thì sao? Thì sao? 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 Em cút. Thầy cút đi đâu đấy hả thầy? Ai cút? Cháu vừa nghe thầy bảo là thầy cút. Chả là thế này hả? Thầy ra nhà ngoài hóng mát, thấy ai thổi xôi cứ thơm. Nhưng mùi gặp cút chứ ai cút là gì? Thế mà cháu cứ tưởng là thầy cút. Chú ý ơi. Dạ. Mời bà sửa soạn ra làm lễ đi. Bà cháu á? À. Bà cháu đi lễ chùa rồi thầy ạ. Bà lễ chùa? Dạ. May quá. Bà đi lễ chùa, cho chú lễ thay. Cháu lễ thay ạ? À. À, thầy quá, cháu được lễ thay. À mà này thầy ơi. Ơi. Thế điện nhà thầy thờ ở đâu ạ? Lửng lơ đấy. Lửng lơ? Lửng lơ? À, lửng lơ là ở đâu hả thầy? Lửng lơ là ở lưng thì chui lên mà lễ đấy. Gò mồm cho cái nhà anh này, chỗ người ta thờ tự mà nó này. Eo ơi, tôi nói cho nhà anh biết nhá, chả là năm ngoái bão đổ sập điện, cho nên tôi mới tỏ tạm qua tướng ngài đây mà lị. Thế thì chẳng thiêng rồi. À, anh bảo không thiêng à? Đó. Không thiêng thì thầy thỉnh quan tướng ra cho nhà anh xem nhá. Thầy thỉnh đi. À, bây giờ bà con anh em chống phách thì thầy thỉnh quan tướng thầy ra nhá. Nắm lấy cổ bùa của thầy bao giờ? Thầy ơi! Hả? Bùa gì đấy hả? Bùa là nè! Bạch xà là ba, bạch xì là gì ruột bạch xà đây? Để làm gì hả thầy? Để đeo, để uống trừ tà, nó cắn chết người! Cắn chết người hả thầy? À. Cháu chả tin đâu! À. Anh nói không tin à? Hả? Không tin để thầy thỉnh quan tướng cắn trước cho anh xem nhá! Thầy thỉnh đi nhá! À! Hả? Họ làm thánh khiến làm tôi đã đến đây làm đám giúp thầy xin đóng đồng để làm việc quay. Bảo cắn thầy cắn nó khe khẽ tối về thầy trang tráng nấu nẻ cho mà úp nhé. Trong đây. Trong này. Trịnh quan tướng. Đông anh ổn á. Đánh quan tướng ngài cắn đau muối buồn buồn. Nó bảo kẹp đi chả là kẹp. Thầy dứt nó ra đi thầy. Giải bùa ai đời dứt bùa bao giờ? Thầy có giải được bùa không? Làm thầy mà không giải được bùa cũng mà chết đầu nước à? Thế thầy giải đi. À, rồi nhì tai nhì mới lực thoảng. Quê bắt cho chèm chung kê. Quan thánh quan tướng cắn xuệ á cả năm đầu ngón tay. Thầy ơi. Hả? Thầy sao được quan tướng quan thánh cắn mà chẳng có vết răng nào thế hả thầy? Chán như cái nhà anh này, quan thánh quan tướng ngài cắn đâu buốt buồn buồn đi có nốt răng thì chết con nhà người ta. Thầy ơi. Hả? Tay cháu cũng thế này. Tay anh cũng thế. Vâng. Đâu đây xem. Tay cháu cũng thế đây này. Đấy, nhất nhị ba. Đấy, thầy thấy không? Thầy cứ tưởng làm thầy tay thầy phù thủy nó cứ vậy liền như cái chân vịt cái chứ liền. Thầy ơi. Hả? Bây giờ nhá. À. Thầy nhá, phải cho cắn cháu cho mới tin. Này, cắn chết người. Chết người cháu cũng không sợ. Nhưng mà bà ấy bắt đến tôi. Không, bà cháu không bắt đến đâu. Nó bắt chết mình đây. À, muốn chết thì cho chết. Ngửa ra. Huh?
Ngửa cái gì hả thầy? Ngửa tay chứ ngửa gì chứ lì. Ngửa tay hả thầy? À vâng. Cháu ngửa đấy. Trịnh quan tướng nấp. Kêu lên. Chả biết gì thầy ạ. Nó tê tê buồn buồn ý mà. Chả thấy gì. Không thấy gì à? Đó. Nó nhí nhà như cháy như kiến cắn ý. Nhí mấy cả nháy. Làm gì có cái gì mà nhí mấy cả nháy. Không thấy gì à? Chả thấy gì cả thầy ạ. Quái. Thì bố nó bùa. Cho nhà mày. Thế sao thầy bảo là thiêu? Thiêu là sáng thầy đi bội thì chưa kịp sao. Cho nhà mày. Thế thầy sao đi? Còn cái nhà khôn thế, cứ trông cái bùa của thầy là thích. Ở nhà thì đớp gà miếng một, đến đây trông mặt cái tuấn nhá. Uống kim cương cống vợ lên giường đuổi hắt con ra. Uống tà ma tấp. Quan trọng đây. Thiêu ngối rồi đây. Đưa tay đây. Đây thầy ạ. Muốn chết thầy cho chết. Trịnh quan tướng. Anh ý ơi. Dạ. Quan thánh quan tướng của thầy trông lực lưỡng thế này thôi, nhưng nó đi lần này mới làm lần đầu. Chú mà cứ nhìn chằm chằm như thế nó không dám cắn đâu. Này, bây giờ chú nhắm mắt vào quay mặt đi nó mới dám cắn. Nhắm mắt vào quay mặt đi hả thầy? À. Thế cháu nhắm nhá. À. Cháu nhắm mắt thầy ơi. Tí nhá, đứa nào tí chuột chi cắn cả nhà. Thế cháu nhắm thật nhá thầy nhá. À. Cháu nhắm đây ạ. Trịnh quan tướng. Thank you.
dày. Nam mô Thế A.
Úi dồi, con bạn này ghê quá. Chuyển đi đâu thế? Thầy đi đâu đấy? Thầy lượn đi đâu thế? Bắt quyết thôi thầy ơi, bắt quyết liền. Bùa đâu dịch quá xuống. Đâu thôi thôi. Con bạn này ghê quá thầy ơi. Con ma này ghê quá thầy ơi, chuồn thôi nhanh đi. Tin lắm. Phù thủy đấy. Em không kỳ quả gì đâu nhá. Vừa cũng xong. Em đổi nghề rồi. Nghề gì? Dạ, con đổi nghề đóng gối. Sao đóng gối cho bà nghe? Trời ơi, vốn nạn trong làng bà có ai đóng gối say công nào. Huyền vai Thị Mầu trong trích đoạn Thị Mầu lên chùa. Hỗ trợ diễn xuất: nghệ sĩ ưu tú Thảo Quyên vai Thị Kính. Giáo viên hướng dẫn: nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền. Tiết mục xin phép được bắt đầu. Này chị em ơi, sao
bầu con gái phú ông. Thầy mẹ tôi tôn kính một lòng, tiền cùng gạo tôi lên chùa tiên cung A Di Đà. Thank you.
thầy Tiếu ơi, cầu non tiền trung hoàng đào mà trầu tên cánh phượng đề. Ấy thiếp trao cho chàng đấy thầy Tiếu ơi tiên trùng, ấy mây đào thế mà lòng đào nghi quá nghi. Thank you.
chỉ là... Đi thôi, đừng có chạy với em nữa nhỉ. Mô Phật. Thôi, bỏ Mô Phật đi. A-di-đà Phật, cô buông tôi ra để tôi quét chùa. Kẻo giúp cụ người của trách. Đưa chổi đi em quét cho. Rồi em nói chuyện này cho mà nghe. Này thầy Tiểu ơi, quét sao cho sạch trần lì riêng chứ thôi đi làm gì chi. Cho bước đi cùng mà để cầu tiền. Lấy cầu tiền Tiểu ơi. Ơi cái tuổi sầu, người xuân đi dành cho sáng ngày hôm nay đã khép lại.